Bức tranh này là của em hả? Ờ, đúng rồi, cảm ơn anh nha. Anh chờ em hả? Ờ. Tại anh thấy góc này đẹp quá nên anh muốn chụp tấm. Đâu cho em coi thử. Anh chụp đẹp quá. Anh là nhiếp ảnh gia hả? Anh là nhiếp ảnh mấy thời gian thôi. Ồ, còn em là họa sĩ hả? Không, em là sinh viên mỹ thuật thôi. Em muốn vẽ đẹp quá ha. Em có muốn chụp thêm vài tấm nữa không? Mình lên cầu chụp. Vậy phải đi gấp á. Ồ, thôi em đi trước nha. Ừ. Cảm ơn anh nha. Đây nè. Em tên Nhân.